Nguyễn Phúc Bửu Lân là vị hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn. Ngày 2 tháng 2 năm 1889, Bửu Lân lên ngôi lúc 10 tuổi lấy hiệu là Thành Thái. Những năm sau, Thành Thái tuy là một ông vua trẻ tuổi nhưng có tinh thần dân tộc rất cao. Ông khinh ghét ra mặt mấy tên khâm sứ Pháp hống hách cùng những bọn quan lại su nịnh. Vua Thành Thái còn bí mật lập các đội nữ binh khi có thời cơ sẽ nổi dậy chống Pháp. Các bản vẽ chế tạo vũ khí của ông bị Pháp phát hiện, vua Thành Thái giả điên và cáo cấu xé nát các bản vẽ đó. Khâm sứ Pháp còn nói thẳng là đã biết Thành Thái có ý đồ chống lại Pháp nên không để ông ở ngôi được. Còn nếu muốn vẫn làm vua thì ông phải ký vào một tờ giấy tạ tội. Nhưng Thành Thái từ chối và đã ném tờ giấy đó xuống đất trước sự ngỡ ngàng của người Pháp. Năm 1907, triều thần các quan lại Việt Nam theo lệnh của thực dân Pháp dâng vua chiếu ép nhà vua thoái vị. Xem xong chiếu đó, vua Thành Thái chỉ cười mỉm, ghi đúng hai chữ phê chuẩn rồi quay lưng bỏ đi.